xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Thưa quý vị, đây là chương trình Sống Đạo Sống Phật. Chương trình này được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Và nếu quý vị ở bất cứ đâu trên hành tinh này, quý vị cũng có thể xem IBC TV một cách trực tiếp qua những cái website, những cái Facebook, những cái YouTube của IBC TV. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay rất là đặc biệt. Đặc biệt ở cái chỗ là, thứ nhất, chúng tôi không phải là người trả lời, mà trở thành một host. Và điểm đặc biệt thứ hai là trong chương trình hôm nay có sự có mặt của danh ca mà quý vị rất là ngưỡng mộ, và tên tuổi của vị danh ca này, nếu mà quý vị nhìn vào cái hình ảnh thì quý vị biết ngay đó là danh ca Thanh Tuyền. Bởi vì cái giọng hát của cô không phải chỉ mới nổi tiếng trong một thời gian gần, mà trong suốt nhiều thập niên qua, từ trong nước trước năm 1975 cho đến hải ngoại và khắp nơi trên thế giới, rất nhiều người ngưỡng mộ, đặc biệt là trong những cái chương trình đón giao thừa ở tại chùa Điều Ngự. Và mỗi khi cô xuất hiện, ai cũng nói rằng là làm cho cả một cái hội trường nó ấm hẳn lên, do cái tiếng hát rất là truyền cảm, rất là, không biết là phải nói đó, bởi vì chúng tôi không phải là một người rành về âm nhạc, cho nên xin quý vị hoan hỷ, chúng tôi chỉ nói theo cái cách mà chúng tôi nghĩ bằng những cái loại ngôn ngữ rất là bình thường, chứ không phải là một cái loại ngôn ngữ chuyên nghiệp của những người xuất thân từ những cái sân khấu lớn. Thì cô Thanh Tuyền có đồng ý là hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau mà không có một cái sự sắp xếp nào, và chúng tôi tin là bằng cái cách như vậy thì có lẽ sẽ tạo cho cái chương trình này có một cái không khí sinh động, linh hoạt, và người nghe có thể là có nhiều cái cảm nhận hoan hỷ hơn. Cô nghĩ sao ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, trước hết là con xin đảnh lễ Thầy. Và thật sự mà nói là đây là cái duyên lành của con được gần với Phật Pháp, duyên lành của con được gặp Thầy. Ngày hôm nay sự thật ra giữa Thầy và con không có một cái sự mà chuẩn bị hay là sắp xếp gì cả. Con nghĩ là đó là do một cái giống như là đối với con giống như bồ đề quyến thuộc với nhau. Và con rất là nhớ Thầy. Nhớ những ngày tháng mà con được có phước được gần Thầy, và con được có những cái suy nghĩ. Thật sự ra là con cũng gặp đi rất là nhiều chùa, con gặp rất là nhiều Thầy. Mỗi một vị Thầy đều có những cái điều con phải đáng học. Nhưng mà thật sự bên cạnh con bây giờ Thầy ngồi đây thì con rất cảm xúc. Những ngày đầu năm vừa qua, khi Thầy là cái người mà đã giá kéo cắt cái mái tóc con trên đầu, Thầy nói con một câu:
chị còn phải hát nữa, tôi chỉ giá kéo cho chị thôi. Và thưa thầy, con nghĩ cái câu của thầy nó ẩn ý rất là nhiều. Và ngày hôm nay chính con là người rất là duyên lành gặp thầy, cho nên những cái điều mà con với thầy mà trao đổi hôm nay thì con nghĩ là do những phát xuất từ cái tâm. Khi mà chưa không có chuẩn bị gì hết, tại vì con cuộc đời của con là hình như con sống bằng cái tâm nhiều hơn, cho nên cái gì nó đến tự nhiên thì nó hay hơn. Thì con ngồi với thầy hôm nay con nghĩ chỉ vài ba chục phút, nhưng mà con mong rằng những cái giây phút mà con gần thầy, thầy xin thầy dạy bảo cho con nhiều thêm nữa. Vậy thôi thưa thầy. Dạ, dạ, cảm ơn cô đã nói lên cái cảm nghĩ của mình. Thì thưa quý vị, như danh ca Thanh Tuyền vừa chia sẻ thì ở đây cũng không phải là một cái cuộc phỏng vấn, và cái chương trình này được hiểu như là một cái sự trao đổi để giúp cho mỗi một chúng ta có thể hiểu thêm, chẳng những đối với cá nhân của một danh ca, mà qua đó thì chúng ta có thể có những cái suy nghĩ để bằng vào những cái giáo pháp vi diệu của Đức Phật, chúng ta sẽ có một đời sống hạnh phúc hơn, an lạc hơn và nhiều thành tựu hơn. Thì thưa cô, xin cô có thể chia sẻ với quý khán thính giả của đài vì cái nhân duyên gì mà đã đưa cô đến với ánh sáng chân lý của Đạo Phật? Dạ, A Di Đà Phật thưa thầy. Con nghĩ đó là cái nhân duyên xuất thân tại gia đình của con. Ông bà cha mẹ của con là Phật giáo từ trong gốc, và con lớn lên trong cái nôi của Phật giáo. Tại vì hồi nhỏ là 4-5 tuổi con đã đi hát rước đèn mừng mùng 8 tháng 4 của Đức Phật. Con đã biết hát từ hồi 5-6 tuổi. Từ cái đó là làm những cái giao duyên ở trong con người của con. Nhưng mà trong lúc đó những cái ý thức con chưa có hiểu gì hết. Con chỉ hiểu là ông bà ngoại con tu, ông ngoại con tu, rồi dì con tu. Con thấy cái hình ảnh của người Phật tử trong nhà sao dễ thương quá, mà toàn là dạy dỗ những lễ nghĩa đạo đức. Rồi con thấy con làm gì con an tâm trong cái giáo lý của Phật giáo từ hồi nhỏ. Tuy nhiên thầy biết cho đến khi mà lớn lên, rồi mình cũng cái tuổi trẻ con không có để ý cái đó. Đến khi mà con ra đời, con về Sài Gòn năm 17 tuổi. Rồi tới lúc mà con 17 tuổi con nổi rồi. Từ cái suy nghĩ, ủa mình là ai, ở đâu tới mà tự nhiên một cái cô gái nhà quê ở tỉnh nhỏ Đà Lạt mà về Sài Gòn này nổi tiếng cả cái miền Nam. Rồi từ lúc đó rồi con, rồi nó trong cái đời sống nó đưa đến cho con những cái tình cảm, những cái vấn đề từ ca hát, sự nghiệp, rồi tình cảm thì cái tự nhiên bỗng nhiên cái một ngày nào đó năm 1972 thì lúc là con cũng còn đang nổi đó. Sao con thấy con không thích nữa thầy. Lúc đó là con năm 72, con nhớ là cũng là mùa hè đó. Con xuống con xin Hòa Thượng Thích Giác Nhiên ở tỉnh xá ở Lê Quang Đỉnh. Con nói con muốn đi tu. Thì Hòa Thượng nói con trẻ quá đi tu cái gì. Con nói sao con cảm thấy con lạc loài, con làm như con chưa tìm ra được cái cuộc sống này. Nó danh vọng có, tiếng tăm có, trẻ cũng không đến nỗi gì xấu. Nhưng mà sao con thấy rồi đường tình cảm, tình ái này con thấy nó mệt mỏi quá. Thì lúc đó thì Hòa Thượng Thích Giác Nhiên sư ông cũng giống như thầy, cũng không có xuống tóc con mà cũng giá kéo con, đặt cái pháp danh cho con là Liên Ngọc. Rồi sư ông còn hỏi có biết Liên Ngọc là cái gì không. Con đính thinh rồi, cái sư ông nói Liên là sen mà Ngọc
là quý, tức là sen sống ở trong bùn nhưng mà không có dính mùi bùn, thì cuộc đời của con là như vậy đó. Thì con phải ráng. Thì lúc đó thật sự cái tuổi trẻ cũng chưa thấm lắm thầy, nghe mình về nó chưa có sâu sắc. Nhưng mà phải nói là sau 1975, những cái biến chuyển tình đời thế thái, nhân tình, tất cả những sự sống, sự chết, rồi những cái danh vọng hay những cái gì đó, rồi sau đó tự nhiên con cảm nhận được, rồi con đi qua bên đảo, rồi con có những lúc con suy tư, con qua đảo, con ngồi con nhìn những người đồng bào với con, những số phận với nhau, thì con nghĩ ủa, cuộc đời là vậy đây, sanh ra rồi lớn lên, rồi chạy theo những, rồi rốt cuộc thì đi tìm cái gì đây. Rồi từ đó làm như là con bắt đầu nghiêng về Phật pháp hơi nhiều thầy. Mà từ đó rồi mà con càng nghiêng, con càng nặng về, thì con cảm thấy là con đạo Phật đối với con là con không thể xa rời được, thưa thầy. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Thế gì đạo Phật? Dạ. Đầu tiên thì cô có cái pháp danh là Liên Ngọc, nhưng mà sau này dường như là cô có một cái pháp danh khác, thì cô có thể chia sẻ với quý khán thính giả về cái lý do tại sao. Nhưng mà trước khi cô nói về cái nguyên nhân mà cô có cái pháp danh thứ hai, thì xin cô có thể cho biết lúc mà cô còn trẻ, ở cái thời điểm tuổi hay còn trẻ như vậy, nhưng mà cô đã đạt được một cái đỉnh cao của danh vọng rất là nổi tiếng, và vì lý do gì mà cô lại rơi vào một cái tâm cảm không có thích thú với những cái điều mà vốn dĩ rất nhiều người mơ ước để đạt đến, là vì vấn đề tình ái, vì vấn đề có những cái đối xử bất công, hay là do những cái chướng ngại từ ở nơi chính bản thân của cô. Cô có thể chia sẻ thêm một chút nè. Dạ, kính thưa thầy, thật sự ra đó là cái điều nếu mà bất công thì không có đối với con. Dạ. Nhưng mà khi con cảm nhận vào cái con đường tình á, nhất là tuổi trẻ tình ái, con thấy tại sao nó nặng nề quá. Mà trong cái chính bản thân con, cái trong tư tưởng con, đầu óc con, cái bản thân con không hề muốn và không hề thích, mà nó là xảy đến với con. Mà lúc đó thì con có quá trẻ đi, con không có biết lúc đó ba má con ở Đà Lạt, con bên cạnh con không có một cái người cố vấn cho con. Mà lúc đó thì con mặc dù là con đầy đủ hết, có tiền, có những cái gì con muốn đều có hết, nhưng mà con thiếu về món ăn tinh thần, về cái vấn đề tâm linh. Bây giờ con mới thấy tại sao nếu lúc đó con có được, có một vị sư hay một vị sư trưởng thì con gần được mà thiện tri thức, thì có thể là con không có suy nghĩ tới cái mức mà năm 72 mà con tự tử, mà cả cái miền Nam ai cũng biết hết. Con nói đây là sự thật hết. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại cái đó, bây giờ tới tầng tuổi này con ngồi con nghĩ lại, thì mỗi một đời người nếu đều có một khúc quanh hết. Nó từng khúc mà giống như mình đi thi, mình xuống đời này để mình thi từng chặng đường. Nếu mà mình không có mà người ta nói bản năng thì có, nhưng mà cần phải có bản lãnh nữa. Và mà nếu mà không có được cái kiên cường thì có thể là gục, bởi vì con nhưng mà con có được là một phần con có lẽ là con thấm nhuần với giáo lý Phật rất là nhiều. Và theo cái cách mà cô vừa chia sẻ thì rõ ràng mặc dù lúc đó cô chưa nhận diện một cách toàn diện về cái bản chất của tình ái như thế nào, như là lời dạy của Đức Phật, nhưng mà dần dần theo tháng năm, khi ở cái tuổi trưởng thành, nhất là bước vào cái tuổi trung niên, trải qua nhiều cái thác gờn của cuộc đời, cô đã ý thức rõ vấn đề là như thế, không gì phải thắc mắc thêm, có phải mà không á. Cho nên khi mà cô gặp những cái bậc cao tăng khác thì cô lại càng có được những cái thánh duyên để mình có thể tiếp xúc với cái ánh sáng chân lý màu nhiệm mà Đức Phật đã khai thị. Thì cô có thể nói thêm để
quý khán thính giả của đài biết rõ là lý do tại sao cô lại nhận thêm một cái pháp danh thứ hai. Xin kính mời cô. Dạ. Hôm nay là thầy, đúng là thầy, thầy mở cho con cái những cái gì mà con suy tư, mà con nói mà phải sự thật, đúng sự thật. Thì Đức Phật dạy là phải sự thật, phải chân thật. Thế con thật sự là con nghĩ là con mang danh pháp danh là Liên Ngọc của sư ông Thích Giác Nhiên Đạt, là con nghĩ là thôi cũng xong rồi. Nhưng mà có một ngày là rằm tháng 7, ngày 25 tháng 8 thì con dự lễ ở lễ Vu Lan ở chùa Cổ Lâm ở Seattle. Thì ngày thứ 7, thưa thầy, là con với lại Vân Sơn, Bảo Liêm, Việt Thảo chuẩn bị ngày thứ 7 á, thì ngày thứ 6 con tới sớm. Luôn lúc nào con cũng tới sớm để con nghỉ, con dưỡng sức. Thì cũng nó có duyên nè, con ở phòng ngủ con nói thôi, thèm ăn cơm chay quá, con nhờ cái anh ở đó chở con tới chùa kiếm cơm chay ăn. Thì con nói tới bữa nay có thầy nào, thì ở trong chùa nó có thầy Hòa Thượng Hộ Giác, thầy Nguyên Trí và thầy Nguyên An đang ở trên núi, đang ngồi uống trà. Con nói vậy thôi, con để con lên xin đảnh lễ quý thầy. Con lên con gặp chào ba vị thầy, con nhớ đúng là ba vị thầy. Thì con nói, con có nói với Hòa Thượng, cố Hòa Thượng Hộ Giác đó, sư phụ của con nói là sao con không biết lạ, con ngồi ở phi trường sao con nghe cái lỗ tai con cái văng vẳng, đủ rồi, trả nợ đủ rồi, lo tu đi. Con nghe mà không biết con có ảo tưởng không, mà con cứ nghe hoài, sư phụ cái đó không biết con có thiệt cái giả, mà sao con cứ bị trong cái lỗ tai con, như con giữa tụi Mỹ phi trường con chấp tay con ngồi con nằm giống như khùng, cái người ngoài tôi tưởng con khùng. Nhưng mà cứ sao con nghe thì Hòa Thượng nói vậy sao không tu. Con nói dạ chưa tu được đâu Hòa Thượng, tại vì con nó còn nhỏ lắm, để chừng nào nó lớn thì con mới nghĩ tới chuyện đó. Thì Hòa Thượng Hô Giác mới tu mà còn hẹn nữa, thưa A Di Đà Phật. Thì khi Hòa Thượng nói tu còn hẹn nữa thì con nghĩ tại sao kỳ vậy. Thế tự nhiên con quyết định sáng thứ bảy 11 giờ sáng tại chùa Cổ Lâm, thầy Nguyên An là xuống tóc cạo đầu chọc lóc con, chọc lóc luôn, là thầy Nguyên Trí cạo đầu con đó thưa thầy. Dạ, đó là cái nhân duyên. Thì lúc đó Hòa Thượng Hội Giác đặt con pháp danh là Từ Hạnh. Dạ, dạ. Quý hóa quá, bởi vì đó thưa... là cái số phận con đó thầy. Dạ. Do một cái nhân duyên có, tôi nói rằng là rất là mầu nhiệm. Và thưa quý vị, khi mà cô Thanh Tuyền nhắc đến tên của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hội Giác thì chúng tôi rất là nhớ ngài, bởi vì chúng tôi có cái duyên làm việc với ngài trong nhiều thập niên. Lúc đó ngài làm chủ tịch, chúng tôi làm tổng thư ký và làm việc nhiều, nhiều năm. Dù ngài ở Houston, chúng tôi ở California, nhưng mà dường như mỗi tuần đều có liên lạc với nhau bằng điện thoại ít nhất là một lần, hay là có thể có những tuần vì những cái Phật sự lớn liên lạc cả 5-6 lần. Thì như là danh ca Thanh Tuyền vừa chia sẻ, Hòa Thượng Hồ Giác thường khi mà có một cái sự kiện nào đó xảy ra thì ngài nói rằng tại sao không giải quyết ngay hôm nay mà phải đợi ngày mai, bởi vì tương lai không bao giờ con thấy đúng có thể đến và nó diễn ra đúng với những gì mà chúng ta mơ ước. Cho nên đừng chờ đợi mà hãy hạ thủ công phu nghe. Cô nói về Hòa Thượng Hồ Giác làm chúng tôi nhớ lại. Cho nên trong cái đại lễ Vu Lan hôm đó thì cô đã xuống tóc và đã được Hòa Thượng Hồ Giác ban cho một cái pháp danh là Từ Hạnh. Tên rất là hay. Và thưa cô, thì từ đó có lẽ là cái nhân duyên thời tiết nó đã chín mùi, cho nên cái ý thức về cuộc đời sẽ làm cái nhìn của cô đối với cái bản chất của đời sống tất nhiên là nó khác hơn là ở những cái thời điểm mà cô hay còn trẻ trung, nhất là những cái tuổi mà cô nghĩ là 4-5 tuổi đó, cô đã từng về chùa để hát những cái bài nhạc đạo. Thì
Giờ phút này cô nghĩ sao? Nếu khi mà cô đang trình diễn trong một cái đại nhạc hội hay giả là trong một cái chương trình nào đó, ngay cả những cái lúc mà cô không bước lên sân khấu để mà trình diễn với quý khán thính giả, có thể là ở nơi này hay là nơi khác, mà cô phải đối diện với một cái tình huống có thể nói rằng là bất tuệ ý. Cứ lấy một cái thí dụ, có một ai đó chỉ trích, hay giả là có một ai đó không có tán đồng về một cái quan điểm nhận thức nào đó của cô đối với một cái vấn đề nào, thì cô sẽ có những cái phản ứng ra làm sao để bởi vì cô là một cái người có, rất là nổi tiếng, ai cũng biết, thì người ta có thể tìm hiểu và học hỏi, và biết đâu họ sẽ rút tỉa được những cái bài học lớn trong cái cách ứng xử đối với những cái trường hợp mà đôi khi người ta không thể chế ngự được. Dạ, xin kính mời cô. Dạ, A Di Đà Phật, kính thầy. Con có một cái suy nghĩ cũng như cái lối sống của các sư phụ dạy con đó, người đời có miệng, người đời nói. Dạ. Ta nguyện tu hành phải tĩnh tâm. Dạ. Dù mình đừng có vì những cái lời mắng chửi khen chê đó mà mình bỏ trong lòng khởi hận sân, thì mình chỉ cầu nguyện cho họ luôn để mà hết lỗi thôi. Đó là cái thứ nhất, cái câu để mà con làm châm ngôn khi mà con nghe những người mà họ chỉ trích con. Rồi ngay cả có nhiều người tới bây giờ, nhiều khi cái tuổi con, thưa thầy, sự thật con đi hát đây là một cái bonus, một cái phần thưởng của ơn trên cho con. Thật sự với sự thật cái tuổi con là không có nên đi hát nữa. Nhưng mà mình muốn cũng không được. Con nghĩ là mỗi một đời người đó, nếu mà sống về mà có một cái suy nghĩ mà thật, mà nhất là về tâm linh mà hướng về Phật Pháp, thì mình muốn cũng không được mà không muốn cũng không được. Con theo con vậy, cho nên nhiều người phê bình hay này kia, thì đối với con tới giờ này nó những cái phê bình khen chê mà đến với con nó giống như nó không có gì nó ảnh hưởng tới con hết thầy. Thật sự khen thì con cũng cảm ơn, mà chê thật sự con cũng cảm ơn. Mà đôi khi chính cái chê đó lại là một cái thầy thuốc cho mình thầy. Tại vì họ chê mình mới nhìn lại, à mình còn có người ghét mình. Mình còn có người không ưa mình, thì mình phải coi thử mình có sai chỗ nào không. Cái đó là tốt thầy, chứ còn đối với con hồi xưa thì mình cứ trong cái khán giả mà ngồi con 10 người vỗ tay la hét hoan hô con, thì chắc chắn cũng có một người không, hay là hai người, nhiều lắm là 10 người, hay là dĩ nhiên là sẽ có người không thích con. Mình đừng có đòi hỏi một cái sự tuyệt đối với con là như vậy. Cảm ơn cô. Thì câu hỏi mà chúng tôi nêu ra đó cũng là một cái sự giả định, bởi vì với chúng tôi thì cho đến giờ phút này chúng tôi chưa có nghe ai chỉ trích hay là phê bình, mà chỉ nghe những cái lời khen tán thưởng đối với danh ca Thanh Tuyền. Nhưng mà chúng tôi cũng hỏi để cô có thể chia sẻ những cái cảm nhận của mình mỗi khi mà đối diện với những cái tình huống bất tội ý, thì rõ ràng là cái sự an nhẫn của cô là một cái kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm này nó sẽ giúp cho nhiều người trong chúng ta, nhất là những người trẻ. Thật ra thưa thầy, con xin phép gác lời thầy chút xíu, tại vì cái khi con, nhất là nghệ sĩ là người của đám đông đó thầy. Con thấy cái mà hay nhất, mà không phải riêng nghệ sĩ, mà con thấy người ngoài mà nếu áp dụng được cái điều này là sẽ mọi chuyện nó sẽ hòa bình. Tại vì xảy ra cái gì con cũng A Di Đà Phật hết thầy. Quý hóa quá và A Di Đà Phật. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và thưa quý vị đó, rất tiếc là thì giờ không cho phép chúng tôi đi xa hơn, thì chúng tôi sẽ kính mời danh ca Thanh Tuyền tiếp tục chia sẻ qua một cái chương trình Sống Đời Sống Phật sắp đến. Xin kính Phật. Mời cô gửi lời chào tạm biệt. Con xin cảm ơn thầy, và Thanh Tuyền cũng xin gửi lời kính chào tất cả quý đại chúng, quý vị đang xem chương trình này, và chỉ ước mong là tất cả quý vị
tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Chỉ mong quý vị được nhiều sức khỏe mà thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ. Xây tương thân tình cho